mẹ già không lối ra, nước qua cuốn đi xa. Phần dự thi của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thành viên trong ban nhạc dành tặng cho Yến Nhi bao nhiêu điểm ạ. Xin mời. Số điểm dành cho Yến Nhi là wow, rất là cao. Không biết nhận xét của anh Thanh Thảo như thế nào ạ? Chào em. Dạ. Cái em thể hiện cái bài này từ cái bài 1 qua bài 2 á, thì em làm rất là tốt. Cứ giống như là hai người hát chứ không phải là một người. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Thảo ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của hàng xóm bên cạnh anh Thảo. Xin mời anh Quang Trung. Chào em Yến Nhi ha. Anh rất là thích cái giọng hát của em, hát hay lắm. Là cái phần thấp của em nó không có được chỉnh chu lắm. Đúng là làm cho em điểm cao lắm á. Em vừa là nhìn rất là miền Tây đẹp. Nhất là bờ vai nhỏ nhỏ nó thích lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Yến Nhi là bao nhiêu. Xin mời. Và số điểm là 74 điểm. Thứ hạng hiện tại của Yến Nhi là Yến Nhi đang xếp đầu bảng. Xin chúc mừng. Em xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Yến Nhi. Đầu tiên sẽ là giám khảo Phi Nhung. Bài này là hay nhất từ đầu cho tới cuối. Cảm ơn chị. Và
thích cái quần đen nè, đôi dép nè, cái áo bà ba ngắn nè, tóc về. Và nó là rất là dễ thương. Và cái bài hát này về dân ca Bắc Bộ em hát cũng ra cũng hay và hát tới. Và còn với quê mùa nước lũ thì em lại hát càng hay hơn nữa. Nhưng có một chỗ là chỉ xuống thấp thôi, chứ còn ngoài ra thì cái gì em cũng perfect, rất là hay. Chị chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Phi Dung ạ. Thì không biết với Yến Nhi thì cô Phương Dung có nhận xét gì ạ? Chào Yến Nhi. Dạ con chào cô. Những cái đoạn lên cao đó, em gào lên giống như là một con thuyền giữa cơn sóng dữ của mùa nước lũ. Cái thứ hai, em hát rất rõ lời. Và cái điểm sơ sót là cái xuống thấp, giống như tất cả mọi người đều nói. Nhưng mà riêng cái phần trình diễn và cái giọng của Yến Nhi đã chinh phục cái trái tim của cô. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Ban giám khảo ơi, hiện tại Yến Nhi đang khóc ạ. Không biết lý do gì ạ. Hạnh bạn phúc. Vui quá ạ. Hạnh phúc. Có điều gì muốn chia sẻ không nào? Ngày hôm nay bạn được điểm cao nhất đó. Lời đầu tiên là cho phép em được cảm nhận ban nhạc. Tại vì bài phối này rất là hay nhưng mà cũng rất là khó. Tại vì em phải chuyển từ giọng nhạc hiện đại sang quê hương thì cũng là một cái thử thách. Em cũng như ban nhạc gửi đến một cái lời đồng cảm đến những người ở miền Tây, miền Trung mà những miền có nhiều bão lũ. Em đồng cảm được những điều đó cho nên là khi mà hát lên cái đoạn xúc cao, dạ. Còn khóc là tại vì em hứa với mẹ là nhất định con sẽ lấy được một lời khen của cô Phương Dung. Ngày hôm nay là mẹ rất tự hào về bạn. Tại vì em muốn là sau khi chương trình này phải sống thì mẹ sẽ không còn buồn những lời mà hàng xóm hay là những người ta nói là con của mẹ là sướng ca vô loài. Bởi vì con sống với đam mê của mình, con sẽ thành công. Cái câu nói đó là sai. Mình phải hãnh diện. Mình là một người nghệ sĩ. Tự vì nghệ sĩ con hát không hay thì ai khen con? Một cái nghề mà ba của cô nói rằng một cái nghề rất lương thiện. Rất là lương thiện. Và Thanh tin chắc là ngày hôm nay mẹ của Yến Nhi có theo dõi trên truyền hình sẽ rất hãnh diện vì bạn. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và một lần nữa cảm ơn Yến Nhi rất nhiều đã hoàn thành phần dự thi của mình. Mình cảm thấy rất là xúc động sau khi mà hoàn thành xong phần thi của mình. Bởi vì bài hát này là một bản phối rất là tuyệt vời từ ban nhạc. Và em rất là cảm thấy rất là hòa quyện vào nó. Cũng như là đang rất là hạnh phúc vì số điểm mình đạt được cũng khá là cao và đúng như cái những gì mà mình mong đợi. Cảm thấy rất vui. Đây có
chung thủy dù đời vẫn đổi thay. Nhưng sau này quá người giờ hoa tim đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh. Chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe quá chua cay. Em thương phải con gái như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Ngày hôm nay Trúc Lai rất xinh đẹp, một tảo dài rất duyên dáng. Khanh thấy ngày hôm nay bạn hát rất tốt, rất là ngọt ngào. Không biết là ban nhạc sẽ cho bạn bao nhiêu điểm. Chúng ta cùng xoay lại nhé. Dạ vâng. 1, 2, 3. Số điểm của ban nhạc là... Khanh xin hỏi anh Quang Trung ạ. Em hát tốt, anh nghĩ cái dòng nhạc này rất phù hợp với em. Nhưng mà cái sự chuẩn bị của em chưa được hoàn chỉnh dữ lắm. Em còn hơi lo lắng, hồi hộp đó. Cảm ơn Quang Trung ạ. Cảm ơn anh ạ. Để ý nha, bình thường mà lấy được điểm chính của anh Trung khó lắm. Hỏi gì thôi. Khanh xin mời anh Minh Khang ạ. Cái gì hát cũng được hết vậy em. Thôi thử tập sau em hát một cái ca khúc nào rock lên thử coi, cho anh em tụi anh nghe được cái giọng của em. Em quá hay, em dạ, quá xuất sắc. Em có được vào hay không? Các anh đứng đợi cho em vào để em thể hiện một cái bài ca khúc nhạc rock gì đi nhờ. Đồng ý nha. Chúc mừng em, cố gắng lên. Tập sau. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các thành viên cho ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai là... Xin mời. 66 điểm. Thứ hạng hiện tại của bạn là vị trí đầu tiên cùng với Khắc Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài giám khảo chia sẻ như thế nào nhé. Khánh xin mời anh Duy Trị Vũ. Hôm nay em mặc một cái áo dài rất là đẹp và khi mà em đứng hát nhìn nó sang trọng và kể cả cái thần thái của em nữa. Nó giống như là em đã hát bolero là bao nhiêu năm nay rồi đó. Nó có một sự thoải mái, ung dung, tự tin lắm. Và kể cả giọng hát cũng rất là điêu luyện. Tại vì bolero là một trong những cái thể loại rất khó hát. Tại cái hơi của mình nó phải đầy đủ và những cái nốt mình phải hát thật quen thuộc, mình mới có thể luyến lấy cho một cách trọn vẹn được. Và em cũng có nghiên cứu để mà làm sao cho cái bài này nó khác hơn. Nói chung đây là một cái phần thi anh rất là ấn tượng. Ấn tượng là vì em không chuyên về cái dòng này mà em lại hát một cách trọn vẹn và hay như thế. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Vũ ạ. Còn chị Phi Nhung mà lúc nãy Khanh ngồi trong thấy chị hát theo rất là say mê. Cái giọng của em á phải nói là ngọt hơn mía lùi luôn á. Wow. Nó ngọt lắm chị, luôn. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Cảm ơn các thành viên và giám khảo rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng Trúc Lai. Đây là lần đầu tiên mình hát bolero. Vậy cho nên là có một cái sự khó khăn nhất định về cái làn hơi và cách luyến lấy. Mình mong là vòng tiếp theo mình sẽ được vào để mà sẽ có thêm một cái thử sức mới và một cái dòng nhạc mới nữa. Dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền. Áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư
tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ gặp lại nén thơ môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Khi chân đến quê em nắng ban mai, hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối. Vẫn biết phút bên nhau sẽ cười buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ông. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rót vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Một tràng pháo tay cho Tiến Vương. Tiến Vương thân mến, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào, có hồi hộp không? Đã đứng trên sân khấu thì lúc nào em cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Năm bạn thí sinh trước là hát rất là sung, rất là hay và điểm cũng rất là cao luôn. Bạn nghĩ điểm của bạn ngày hôm nay khoảng bao nhiêu nè? Em hy vọng là điểm của em không nằm trong top nguy hiểm là được rồi. Hai vòng trước thì Tiến Vương luôn luôn là nằm trong top an toàn và là một trong những người điểm cao nhất. Ngày hôm nay hy vọng nó cũng sẽ như thế nha. 1, 2, 3, xoay lại. Đầu tiên Khanh xin mời anh Khoa. Cách xử lý của em cái đoạn B với lại những cái phát âm của em á, anh thấy hình như có vấn đề, nghe không hay nữa. Nhưng mà cái đoạn A đầu tiên thì anh lại chấm em điểm cao. Thiệt ra thì em cảm thấy đúng là phần trình diễn của mình phần sau nó có vấn đề. Bởi vì em gặp một chút sự cố trên lúc mà mình lấy hơi. Cảm ơn anh Khoa. Bình thường anh Khoa là anh khó tính lắm mà lấy được điểm 8 là không phải chuyện đơn giản đâu nha. Không biết nhạc trưởng Minh Khang thì sao ạ? Giống như anh Khoa nói, từ bắt đầu từ điệp khúc trở về sau em phô rất là nhiều chỗ. Theo anh thì vẫn chưa đạt, chưa chỉnh chung lắm. Anh nghĩ là 7 là cái anh đã ưu ái hơn rồi đó. Bù lại lát nữa là em phải chơi trò chơi phải hết mình. Nghe, thoải mái, cố gắng lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Tiến Vương là 64 điểm. Thứ hạng hiện tại của Tiến Vương là đang đứng ở vị trí thứ 5. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ban giám khảo nhận xét gì về bạn nhé. Đầu tiên Khanh xin mời chị Phi Nhung. Chị rất là thích cái thần thái của em. Chúc mừng em. Cảm ơn chị nhiều. Tiến Vương thì một trong những thí sinh mà Vũ nghĩ là có cái âm sắc mà đẹp nhất ở trong cuộc thi này. Khi em hát mấy câu đầu làm anh rất là bất ngờ, tại em nghe giống như là đang nghe đĩa CD vậy đó. Nó rất là chuẩn, nhưng mà có lẽ là vài cái đoạn sau thì vì nó không phải là nhạc sở trường của em nên cái yếu điểm nó bắt đầu lộ ra từ từ. Nếu như bài này mà cho em đủ thời gian để mà tập luyện thì nghĩ là đây cũng có thể là một cái thể loại nhạc mà em nên theo. Cảm ơn em. Hôm nay em hát không có sai lời. Nãy giờ cô rình dữ lắm. Không có lọt nhịp. Một số đoạn có hồn. Cô thấy em có triển vọng để đi vài tập tới. Còn cảm ơn cô. Cảm ơn cô Vương Dung ạ. Chúng ta hãy cùng một lần nữa chúc mừng phần dự thi của Tiến Vương. Thật ra thì dòng nhạc Bolero là dòng nhạc mà em rất là yêu thích. Dù cho cái phần kết quả của cái bài hát này có như thế nào, nhưng mà cái điều mà em đã cố gắng để làm cái bài hát này bằng hết sức của mình thì em nghĩ đó là cái bước đệm rất là quan trọng trong sự nghiệp của ca hát của mình. Chiếc thuyền ai thập thoảng trên sông đưa câu hò mãi.
Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đông Ba, lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương, non lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều đi học đông khẩn qua cầu trường tiền. Ôi tà áo trắng tóc thề sẽ xưa, miền Trung qua chợ Đông Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sáng đơn. Và đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa, mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow. Có một điểm chính duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khánh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó. Và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thật thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt, bởi vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này, đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo. Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt, nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này, anh chưa có cảm được cái cảm xúc, nó chưa có được đong đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ cảm ơn anh Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với cái cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc kể cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tôi đàn ơi là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục.
Cái thứ nhất, tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng. Cầu ni hò rất đúng với đúng hò rồi. Máy đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ờ ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng. Chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái gì? Cái nuance. Cái lớn nhỏ cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á. Cô hát có nuance. Thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuance ở chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ sao. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách. Thứ hai là ông Thanh đánh trống. Thứ ba là Thành Phong. Là dễ thương hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là My là người Huế. Cảm ơn em. Anh mời anh chơi Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi, Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái ca khúc này. Đúng không cô? Thế vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hò nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã bênh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Giờ xa rồi, trong bóng đêm chập chung mỗi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức trắng ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rơi. Trời đã vẫn ngàn năm, hận làm chi
tất khá rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hàn, tình nghĩa thâm sâu vụt mau. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi. Và đó là Đức Trường. Ngày hôm nay chúng ta xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3 cùng xoay lại nào. 1, 2, 3. Số điểm dành cho Đức Trường. Wow. Em nói thiệt là em rất là bất ngờ luôn. Em xin cảm ơn ban nhạc đã cho em số điểm cao như vậy. Tất cả đều là điểm 8, có duy nhất anh Quang Trung là điểm 7 thôi. Anh xin mời anh Quang Trung. Anh rất là thích cái giọng của em, nó gần gũi, nó dễ thương lắm. Nhưng với cái bài hát này anh nó cần phải từng chạy hơn. Cảm ơn Quang Trung. Bây giờ Khanh muốn hỏi anh Tấn Phong ạ. Hôm nay em hát tốt, có những cái luyến rất hay. Rất là điệu đàn mà nó nhẹ nhàng, nó không bị gắt, nó rất hay. Dạ, em cảm ơn anh Tấn Phong. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc, chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Đinh Trường là bao nhiêu ạ. Xin mời. Một điểm. Chúc mừng Đinh Trường, bạn đang là thí sinh cao điểm nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ban giám khảo nhận xét về tiết mục của bạn. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dung ạ. Cái giọng trường hợp với cái bài này, cô để ý nãy giờ đó, ban nhạc bài nào hòa âm cũng hay. Nhưng mà riêng cái bài này đó, phải nói là cái tiếng đàn nhị nó lôi cuốn cái giọng của Trường nhiều hơn. Cái tiếng đàn nhị quá xuất sắc, rất đặc biệt. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Còn Dương Châu Vũ ạ. Vũ rất là thích cái tiết mục này. Vừa nghe cái giai điệu của bài này nó đã đem mình lại hồi cái thập niên 90 rồi. Cộng thêm cái giọng của em rất là bình tĩnh. Và chỉ có những người mà thật sự đau nhiều rồi, họ mới có một cái sự bất cần như vậy thôi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Và một lần nữa chúc mừng Đích Trường. Cố gắng hết mình, không phụ lòng ban nhạc và ban giám khảo đã dành những lời khen chân thành nhất tặng em. Mái nhà mẹ già không lối ra, nước qua cuốn đi xa. Gió qua đây gió lung lay, mái tranh siêu trôi giạt tiêu điều. Chỉ hai ôm đứa em ngồi khóc giữa nước lũ. Trang bờ đêm
bên bờ đê cao, mái tranh tạm che kiếp người. Ơi đồng bằng ơi, biết bao tơ phòng nổi trôi. Còn một trái tim ai ơi, nhớ lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoan trường. Còn một trái tim ai ơi, nhớ lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi. Một tràng pháo tay cho Yến Nhi. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thành viên trong ban nhạc dành tặng cho Yến Nhi bao nhiêu điểm ạ. Xin mời. Số điểm dành cho Yến Nhi là wow, rất là cao. Không biết nhận xét của anh Thanh Thảo như thế nào ạ? Chào em. Dạ. Em thể hiện cái bài này từ cái bài 1 qua bài 2 á, thì em làm rất là tốt. Cứ giống như là hai người hát chứ không phải là một người. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Thảo ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của hàng xóm bên cạnh anh Thảo. Xin mời anh Quang Trung. Chào em Yến Nhi ha. Anh rất là thích cái giọng hát của em, hát hay lắm. Là cái phần thấp của em nó không có được chỉnh chu lắm. Đúng là làm cho em điểm cao lắm á. Em vừa là nhìn rất là miền Tây, đẹp. Nhất là bờ vai nhỏ nhỏ nó thích lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Yến Nhi là bao nhiêu. Xin mời. Và số điểm là 74 điểm. Thứ hạng hiện tại của Yến Nhi là Yến Nhi đang xếp đầu bảng. Xin chúc mừng. Em xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Yến Nhi. Đầu tiên sẽ là giám khảo Phi Nhung. Bài này là hay nhất từ đầu cho tới cuối. Cảm ơn chị. Thích cái quần đen nè. Dạ. Đôi dép nè. Cái áo bà ba ngắn nè. Tóc về. Và nói là rất là dễ thương. Và cái bài hát này về dân ca Bắc Bộ em hát cũng ra, cũng hay. Và hát tới và còn với quê mùa nước lũ thì em lại hát càng hay hơn nữa. Nhưng có một chỗ là chỉ xuống thấp thôi, chứ còn ngoài ra thì cái gì em cũng perfect, rất là hay. Chị chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Phi Dung ạ. À, không biết với Yến Nhi thì cô Phương Dung có nhận xét gì ạ? Chào Yến Nhi. Dạ con chào cô. Những cái đoạn lên cao đó, em gào lên giống như là một con thuyền giữa cơn sóng dữ của mùa nước lũ. Cái thứ hai, em hát rất rõ lời. Và cái điểm sơ sót là cái xuống thấp, giống như tất cả mọi người đều nói. Nhưng mà riêng cái phần trình diễn và cái giọng của Yến Nhi đã chinh phục cái trái tim của cô. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Ban giám khảo ơi, hiện tại Yến Nhi đang khóc ạ. Không biết lý do gì ạ. Hạnh bạn phúc. Vui quá hả? Hạnh phúc. Có điều gì muốn chia sẻ không nào? Ngày hôm nay bạn được điểm cao nhất đó. Là đầu tiên là cho phép em được cảm nhận ban nhạc. Tại vì bài phối này rất là hay nhưng mà cũng rất là khó. Tại vì em phải chuyển từ giọng nhạc hiện đại sang quê hương thì cũng là một cái thử thách. Em cũng như ban nhạc gửi đến một cái lời đồng cảm đến những người ở miền Tây, miền Trung mà những miền có nhiều bão lũ. Em đồng cảm được những điều đó cho nên là khi mà hát lên cái đoạn xúc cao động. Dạ. Còn em khóc là tại vì em hứa với mẹ là nhất định con sẽ lấy được một lời khen của cô Phương Dung. Ngày hôm nay là mẹ rất tự hào về bạn. Tại vì em muốn là sau khi chương trình này phải sống thì mẹ sẽ không còn buồn những lời mà hàng xóm hay là những người ta nói là con của mẹ là sướng ca vô loài. Bởi vì con sống với đam mê của mình. Con sẽ thành công. Cái câu nói đó là sai. Mình phải hãnh diện. Mình là một người nghệ sĩ. Tự vì nghệ sĩ con hát không hay thì ai khen con? Một cái nghề mà ba của cô nói rằng một cái nghề rất lương thiện. Rất là lương thiện. Và Thanh tin chắc là ngày hôm nay mẹ của Yến Nhi có theo dõi trên truyền hình sẽ rất hãnh diện vì bạn. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và một lần nữa cảm ơn Yến Nhi rất nhiều đã hoàn thành phần dự thi của mình. Mình cảm thấy rất là xúc động sau khi mà hoàn thành xong phần thi của mình. Bởi vì bài hát này là một bản phối rất là tuyệt vời từ ban nhạc. Và em rất là
cảm thấy rất là hòa quyện vào nó. Cũng như là đang rất là hạnh phúc vì số điểm mình đạt được cũng khá là cao và đúng như cái những gì mà mình mong đợi. Cảm thấy rất vui. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lơ làng dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chạm chất em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới quen. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc. Tôi đã quen rồi em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn mờ dáng nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chết đời hay dần đời mau. Chào bắt tay cho Vũ Công Tuấn và Mai Đức Thành. Bây giờ là thời gian để các thành viên trong ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ai là người được đi tiếp. Thí sinh nào có tỷ lệ được lựa chọn nhiều hơn sẽ là người tiếp tục bước tiếp với chương trình. Và thí sinh còn lại đành phải chia tay. Thì Khanh xin mời giám khảo Phương Dung sẽ quyết định trước ạ. Cô chọn Vũ Công Tuấn. Sự quyết định của giám khảo Phương Dung dành cho Vũ Công Tuấn. Anh xin mời giám khảo Phương Dung. Cái bài hát anh hát hơi bị chạy nhịp, nhưng mà em vẫn thích cái tiếng hát của anh, em chọn anh. Tuy nhiên là quyết định của riêng giám khảo Phương Dung là dành cho anh Mai Đức Thành. Bây giờ sẽ là anh Dương Triệu Vũ. Vũ rất là có thiện cảm với anh Thành. Anh có một cái giọng hát rất là hay với những cái bài sở trường của anh. Em xin lỗi, em phải công tâm chút xíu. Em sẽ dành cái phiếu của mình hôm nay cho người hát cái bài này tốt hơn. Đó chính là bạn Tuấn. Phiếu chọn tiếp theo của Dương Triệu Vũ dành cho Vũ Công Tuấn. Như vậy chúng ta đã có tỷ lệ là 2-1 nghiêng về Vũ Công Tuấn. Một lần nữa chúc mừng Vũ Công Tuấn sẽ là người thí sinh cuối cùng được bước tiếp trong đêm nay. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mới rỡ nở.
rồi không ngu, mong đến ngày được gặp anh. Bao trong mong ngày Chủ nhật đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình em đếm thương dài. Ngập ngừng thật lâu khi em cho ngáo tim xưa anh nói anh yêu. Em xin mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh. Trông thấy anh cùng ai bước chung đường, người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe quá chua cay. Em thương vài con gái như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp giây phút ngày hôm nay. Trúc Lai rất xinh đẹp, một tảo dài rất duyên dáng. Thanh thấy ngày hôm nay bạn hát rất tốt, rất là ngọt ngào. Không biết là ban nhạc sẽ cho bạn bao nhiêu điểm. Chúng ta cùng xoay lại nhé. Dạ vâng. 1, 2, 3. Số điểm của ban nhạc là... Thanh xin hỏi anh Quang Trung ạ. Em hát tốt, anh nghĩ cái dòng nhạc này là rất phù hợp với em. Nhưng mà cái sự chuẩn bị của em chưa được hoàn chỉnh dữ lắm. Em còn hơi lo lắng, hồi hộp nữa. Cảm ơn Quang Trung. Cảm ơn anh ạ. Để ý nha, bình thường mà lấy được điểm chính của anh Trung khó lắm. Hỏi gì thôi. Thanh xin mời anh Minh Khang ạ. Cái gì hát cũng được hết vậy em? Thôi thử tập sau em hát một cái ca khúc nào rock lên thử coi, cho anh em tụi anh nghe được cái giọng của em. Em quá hay, em quá xuất sắc. Em có được vào hay không? Các anh nâng đỡ cho em vào để em thể hiện một cái bài ca khúc nhạc rock gì đi nhờ. Đồng ý nha. Chúc mừng em, cố gắng lên. Tập sau. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các thành viên cho ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai là... Xin mời. 66 điểm. Thứ hạng hiện tại của bạn là vị trí đầu tiên cùng với Khắc Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài giám khảo chia sẻ như thế nào nhé. Khánh xin mời anh Dư Triệu Vũ. Hôm nay em mặc một cái áo dài rất là đẹp, và khi mà em đứng hát nhìn nó sang trọng, và kể cả cái thần thái của em nữa, nó giống như là em đã hát bolero là bao nhiêu năm nay rồi đó. Nó có một sự thoải mái, ung dung, tự tin lắm. Và kể cả giọng hát cũng rất là điêu luyện, tại vì bolero là một trong những cái thể loại rất khó hát. Tại cái hơi của mình nó phải đầy đủ, và những cái nốt mình phải hát thật quen thuộc, mình mới có thể luyến lấy cho một cách trọn vẹn được. Và em cũng có nghiên cứu để mà làm sao cho cái bài này nó khác hơn. Nói chung đây là một cái phần thi anh rất là ấn tượng. Ấn tượng là vì em không chuyên về cái dòng này mà em lại hát một cách trọn vẹn và hay như thế. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Vũ ạ. Còn chị Phi Nhung mà lúc nãy Khanh ngồi trong thấy chị hát theo rất là say mê. Cái giọng của em á phải nói là ngọt hơn mía lùi luôn á. Wow. Nó ngọt lắm luôn. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung mà. Cảm ơn các thành viên và giám khảo rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng Trúc Lai. Đây là lần đầu tiên mình hát bolero.
Vậy cho nên là có một cái sự khó khăn nhất định về cái làn hơi và cách luyến lấy. Mình mong là vòng tiếp theo mình sẽ được vào để mà sẽ có thêm một cái thử sức mới và một cái dòng nhạc mới nữa. Nguyễn Hải Phong. Wow. Bạn wow. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho bạn phối quá xuất sắc. Cảm ơn nhạc trưởng Minh Khang và ban nhạc Quyền Năng. Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh một bạn phối quá xuất sắc, chúng ta thấy ngày hôm nay hình như là Yến Nhi chơi một cú quá lớn, đó là cắt phăng luôn đi mái tóc dài, có phải không vậy? Dạ. Dạ cái này thì hơi quá, tại vì cái mái tóc lần trước không phải tóc của em. Tóc này dạ. Mới là tóc của em và mọi người make up làm cho nó cá tính hơn tí. Nhưng mà ngày hôm nay nó thể hiện được rất đúng tinh thần của bài hát. Có đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho bạn nha. Xin mời quay lại. Wow. Wow. Ngày hôm nay quá nhiều điểm chính dành cho Yến Nhi. Bây giờ là xin mời nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Yến Nhi đúng là lột xác thành công đấy em ạ. Bài hát của em mang đến cảm giác rất là vui nhộn. Nói chung về tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Một từ đơn giản, hoàn hảo dành cho phần dự thi này. Chưa hoàn hảo đâu. Chưa hoàn hảo à? Khánh xin mời hoàn hảo, chưa hoàn hảo. Em tự biết nó chưa hoàn hảo chỗ nào. Dạ, em biết ạ. Đúng không? Dạ. Lắm lúc là nó máu quá. Thành ra là mình mất kiểm soát một tí. Bị quét cái đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà không sao, hát nhạc rock mà. Nhưng mà làm chủ được sân khấu vậy giỏi quá rồi. À, nhưng mà phải bùng nổ hơn một tí nữa. Đúng rồi. Thế có những lúc em lại hoa cỡ chút xíu, đẩy thêm chú chút quen xíu. Chắc phải giật tóc móc mắt hơn nữa hình. Ờ đúng rồi, là tóc này là giật rồi này, móc mắt thêm rồi. Cái này quậy thêm mà phải không? Ông kia. Đó trong hình này ông quậy lắm. Đó. Lát nữa là mình nghe anh Vũ chia sẻ kinh nghiệm nha. Nhưng mà anh phải nói là em đã làm quá tuyệt vời. Em làm thay đổi cả cái suy nghĩ của anh về em. Em quậy được,
anh thích như này đấy. Chúc mừng em. Cảm ơn quá tuyệt vời. Rất là hạnh phúc luôn, nghĩa là như đã tiến bộ và thay đổi từng ngày, cảm thấy rất là vui. Chúng ta sẽ xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Yến Nhi. Xin mời. 77 điểm. Yes. Wow. Số điểm hiện tại là 87. Đây là số điểm đã được cộng thêm 10 điểm từ tập thi trước bởi vì bạn là người có số điểm cao nhất ở tuần trước. Chúc mừng bạn. Chúng ta cùng nghe nhận xét của giám khảo Phương Dung. Chào Yến Nhi. Người Việt Nam mình á, thường thường á, mấy cô gái á, chân ngắn lưng dài. Nhưng mà cưng á, thì chân dài mà lưng ngắn. Tuyệt vời rồi đó cưng à. Ha? Đã vậy rồi dạ. Hát thì quá là sôi động, xuất sắc, dễ sợ luôn. Ban nhạc ở trên kia rụng rúng hết trơn á con. Hai ông đi chi rồi con. Hai ông đi chi rồi đó đó. Rồi, chúc mừng con. À, chị không chọn lầm người. Em quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Đây là một cái bài rất là khó hát. Mà anh thật sự là bất ngờ. Trước anh không thể tưởng tượng cái cô gái mà tuần trước hát bài dạ, gì bài đó. Bão lũ và quê em mùa nước lũ. Quê em mùa nước lũ, tuần này là hát bài Lột xác của người Hải Phòng. Không liên quan. Không liên quan gì cả. Cho nên là thôi anh chả biết nói gì hơn ngoài trừ là chúc mừng em. Dạ cảm ơn ạ. Giống rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em cho em hơi thở, từ dạo yêu em cho tim tan vỡ. Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng, đêm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi người ơi, xa thiệt ná tình nồng say, tìm đâu em ơi người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò. Tay buông lời tình yêu chơi vơi ngỡ đời. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dỡ xa. Những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết sung thầy. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, xa cách nhau rồi. Xin chúc mừng Khắc Minh với liên khúc gồm hai bài hát Rong Rêu của Hoàng Thanh Tâm và Sang Ngang của Đỗ Lễ. Bây giờ sẽ là thời gian để các thành viên trong ban nhạc cho điểm. Xoay lại nha. 1, 2, 3. Xin mời số điểm dành cho Khắc Minh. Rất nhiều điểm 8, chúng ta có 1 điểm 9 và người duy nhất cho điểm 7 đó là anh Công Thanh. Khanh xin mời anh Thanh ạ. Cái điểm nói á, giữa cái bài Rong Rêu qua cái bài Sang Ngang của em bị ngập ngừng. Nó làm cho bị mất cái đẹp, cái đoạn chuyển đó đi.
nó chưa trôi. Nếu một là ngừng lại hẳn luôn, hai là ngừng luôn. Dạ. Đã kết nhau rồi, thôi nên đi. Nó sẽ hợp lý hơn. Dạ, cảm ơn anh Thanh ạ. Anh chia sẻ đúng. Còn chị Thu Thủy thì sao ạ? Cái bài em hát ý, và cái giọng hát của em ý, làm cho chị rất là xúc động. Và chị thích cái giọng hát của em, vì vậy chị cho điểm là cho điểm cái giọng hát của em. Tuy nhiên, em thiếu một chút kinh nghiệm trên sân khấu. Ví dụ như là cái nốt đầu tiên ý, thì thường thường á, sẽ là từ nhỏ đến to, có nghĩa là mic phải xa hơn một chút, đừng làm mọi người giật mình với cái nốt đầu tiên. Yeah. Đó. Còn nhịp thì nó hơi chênh một chút, hơi bị ngập ngừng một chút. Nhưng tuy nhiên là chị, vì chị quá thích cái giọng hát của em, trầm ấm của em, cho nên là chị phải cho em điểm 9. Chứ không phải đẹp trai cho điểm 9 nữa. Phải đẹp trai. Đấy là điểm cộng ạ. Tổng số điểm dành cho Khắc Minh. Xin mời. 72 điểm. Thứ hạng hiện tại của Khắc Minh là bạn đang xếp ở vị trí thứ tư, vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên, Khanh xin mời cô Phương Dung. Chào em. Dạ, vâng, chào cô. Em hát giọng trầm ấm, khó tìm. Em là một hạt giống tốt của dòng nhạc trữ tình. Ráng tập luyện nhiều hơn nữa để mình tỏa sáng. Cảm ơn em. Thì hôm nay em hát á, anh lại không đồng ý với ban nhạc. Tại vì theo cái cảm nhận của riêng Vũ khi ngồi dưới đây nghe, thì Vũ cảm nhận cái cảm xúc nó vừa đủ để cho Vũ rung động. Dĩ nhiên Vũ hiểu được cái ý của anh Thanh nói, nhưng mà tại vì đây là một cái giọng rất rất đặc biệt, cho nên Vũ sẽ đồng ý với chị Thu Thủy nhiều hơn. Mình có thể du di chút xíu. Nhưng mà tuy nhiên anh muốn nếu như mà em vào được vòng trong nữa, em hãy thử mạo hiểm thêm tí xíu đi. Tại sao em không thử là mình khai thác giọng trầm, xong sau văn tấu mình hát, xong mình lên tông một lần, mình lên tông hai lần, mình lên tông ba lần luôn, để cho hớp hồn tất cả mọi người ở đây, để cho biết cái khả năng của mình nó tới đâu. Và rất là hy vọng rằng các thành viên trong ban giám khảo sẽ cho Khắc Minh thêm thật nhiều cơ hội để được bước tiếp vào những vòng trong. Sẽ suy nghĩ. Bây giờ sẽ là chia sẻ của giám khảo Phương Nhung. Chị không biết nữa, nãy giờ chị nghe em hát, chị cứ lo chị ngắm em nên chị không có để ý cái trời giọng đẹp của em. Ơi. Nhưng mà cái bài này thì chị không có mến bằng giống như mấy cái bài trước. Nhưng mà thích ngắm khuôn mặt của em vậy thôi. Và một lần nữa cảm ơn ban giám khảo cũng như là ban nhạc. Xin chúc mừng bạn. Mình cũng chưa hài lòng lắm về cái phần diễn của mình. Hy vọng là có cơ hội được vào vòng trong để có thể sử dụng những cái bài hát có tiết tấu hơn, nó sung hơn cho mọi người, một cái gì đó mới, một cái gì đó không phải là một Khắc Minh bây giờ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường gian khổ, mình đã gieo neo nghe chóng bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, mới khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ hoặc thờ chẳng. Có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng
đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sao. Và đó là Đinh Trường với ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Vẫn trung thành với hình dạng một anh chàng rất lịch lãm. Số điểm dành cho Đinh Trường sẽ là bao nhiêu? Xin mời xoay lại. Đã vô giới thông này, em phải đột phá, phải có một cái gì mới hơn thì em mới đi sâu được nha. Bà này quá an toàn cho em, chưa thấy một cái gì để mà bật ra cả, nên anh để khung điểm trung bình cho em. Nếu vô được cái vòng sau, anh cần em phải một tả hết nha. Cảm ơn Minh Kha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Đinh Trường là, xin mời, 67 điểm. Đinh Trường đang xếp thứ hạng, đứng thứ hai sau Yến Nhi. Khán xin mời cô Phương Dung. Mấy cái ông ban nhạc này kỳ quá, suối con người ta đi phiêu lưu không à. Bây giờ để an toàn cái đã, rồi vô mấy cái sau thì người ta mới có thể lột xác được như cái cô hồi nãy chứ. Chứ bây giờ mà biểu đổi khác rồi, nó đổi không được, nó rớt làm sao? Mấy ông có đền bù được hay không? An toàn đi con, đừng có nghe mấy ông này xúi dậy. Cảm ơn cô. Cái hòa âm này là chắc anh Minh Khang, anh có một cái ý đồ là anh muốn cho em có một cái màu sắc khác, nhưng mà lại không quá xa với lại cái phạm trù hoạt động của em. Cho nên là anh đã đổi qua một cái nó hơi hip hop hơn tí xíu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Nhưng mà nói chung ra cái giọng em là em đã định hình được chính mình rồi. Thì cái đó là một cái điều đáng mừng chứ không có gì để đáng lo hết. Bây giờ em cứ an toàn giống như cô Phương Dung đã nói đi. Rồi xong rồi một vài vòng nữa em sẽ thử sức, em hát rock, em hát cải lương, em làm các trò cho anh. Nếu như vào vòng tiếp theo thì chắc chắn em sẽ thay đổi thể loại nhạc của mình. Mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em. Còn chị Vi Nhung ạ? Chị chưa có thấy một ca sĩ nào mà hát mà giống như là vừa hát vừa nói chuyện như em đâu. Em giữ cái style này, em đừng có thay đổi cho chị. Đó, thấy chưa? Cảm ơn giám khảo Vi Nhung ạ. Một lần nữa cảm ơn Đinh Trường. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Every sky that we look upon to tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. When the night has come and the land is dark and the moon is the only, only light we'll see. So darling, darling, stay by me. Stand by me, oh darling, stand by me. Whenever you're in trouble, when you stand by me, oh stand by me, oh stand now, stand by me, stand by me. Oh come on, come on, come on, come on, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me, oh, stand by me.
Oh darling, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me. Và đó là Tiến Vương với một ca khúc nhạc ngoại Stand By Me. Tiến Vương ơi, tại sao bạn lại mạo hiểm chọn một ca khúc tiếng nước ngoài ạ? À? Lần đầu tiên xin chào ban giám khảo, xin chào ban nhạc ạ. Thực ra thì em có một niềm đam mê với tiếng Anh từ rất là lâu. Bởi vì công việc chính của em cũng là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ồ, một thầy giáo dạy tiếng Anh. Tại sao đến tập này bạn mới chia sẻ cho mọi người biết vậy? Cái gì mà nó mình thích mình giấu bớt. Mà giờ lỡ khoe rồi, từ từ mình khoe nhiều hơn nha. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xoay lại. 2 điểm 9. Khanh xin mời anh Quang Trung chia sẻ. Anh rất thích cái tiết mục thi này của em. Em hát có cái giọng rất là đẹp. Mà cái cách feeling của em trong cái bài này rất là phong phú. Chúc mừng em. Dạ, anh cảm ơn anh rất nhiều. Khanh xin mời nhạc trưởng Minh Khang hãy chia sẻ. Khi anh nghe ca khúc em trình bày tổng thể, anh nghe rất dễ chịu. Nó không như những bạn khác cứ gãi gào rác. Em rất là tỉ tiết và tinh tế từng cái nốt luyến. Anh thích cái điều đó. Mà có những cái em bị lập quá tí xíu, ít lại và đắt hơn tí xíu nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Tiến Vương. 69 điểm. Tiến Vương hiện tại đang xếp hạng thứ 5. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào Tiến Vương. Dạ, cô chào. Đây cô là một bài hát cô rất là ghét. Tại vì con gái cô là ca sĩ, đi đâu nó cũng mang theo Stand By Me. Nhưng mà đây là một ca khúc rất hay mà. Hay. Dù cô không thích cái bài này chứ không có nghĩa là cô không có thích Tiến Vương á. Em hát rất là tốt. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Cái style của em diễn nữa, nó dễ thương quá. Cái chừng ấm em luôn à. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Vương cảm thấy rất là vui, rất là cảm thấy rất là thoải mái khi được hoàn thành xong bài hát này. Một lần nữa thì em cũng xin rất là cảm ơn đến ban nhạc đã ủng hộ cho em hết mình trong phần thi của em. Và em cũng xin cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Em xin cảm ơn rất nhiều. Xưa xưa sao vắng tay bỗng nghe lòng hiu quạnh.
Và đó là Trúc Lai. Trúc Lai ơi, ngày hôm nay mọi người sân khấu ở đây muốn nổ tung vì bạn. Bây giờ hãy xem các thành viên cho ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Wow. Wow. Số điểm cao nhất là của anh Minh Kha, 10 điểm. Anh Minh Kha, anh hãy chia sẻ ạ. Anh không biết, anh quýnh kỳ đó, cái cục mất cái đầu hết trơn. Trước tiên chúc mừng em trình bày ca khúc này rất tốt. Giọng của em rất khỏe và lên với cái nút rất là cao. Nói chung là hoàn hảo, anh thích cái bộ này. Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay em không phiêu vào được cái đoạn đầu dân tấu. Em đợi lúc đó em mới tôn lên được cái đoạn solo của người guitar biểu diễn. Và thứ hai em dồn lên được cái phần đó để em đẩy vào cao trào khi ban nhạc tách xê. Cực kỳ thông minh. Và cái đoạn nốt cao này không phải ai cũng sẽ hát được lên tới nốt Mỹ. Một giọng nữ mà Mỹ là kinh khủng lắm á. Cố gắng phát huy thêm. Dạ. Cảm ơn Minh Khang ạ. Không có. Làm cho mọi người ngạc nhiên tiếp đi em. Bây giờ sẽ là tổng số điểm dành cho Trúc Lai. 79 điểm và thứ hạng hiện tại là xếp hạng thứ nhì. Khanh xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Anh rất là bất ngờ với lại cái những cái nốt cao của em. Và đúng như anh hồi nãy anh Minh Khang nói là cái đoạn xử lý mà ngay gian tấu mà em feel một chút xíu, rồi xong em đẩy lên cái câu điệp khúc cao trào luôn á. Nghe nó rất là áp phê và rất đẳng cấp, rất chuyên nghiệp. Và đặc biệt là hôm nay ban nhạc, ôi sao ban nhạc đánh hay quá vậy. Nhất là anh Thanh ở đằng sau kia kìa, ông đánh giả mang thiệt. Hồi nãy em đứng lên, một nửa là cho Trúc Lai và một nửa còn lại là dành cho tất cả các ban nhạc. Nói chung là hôm nay mấy anh và Trúc Lai đều tuyệt vời. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thank you. Giọng hát của Lai á, một cái giọng hát ma quái, một cái sự ma lực hốt hồn. Tất cả những người ngồi đây có đúng không tụi con? Cái sự trình diễn của em á, nó giống như một cái tiếng sét mà từ ở trên đi xuống. Dễ sợ luôn, quá xuất sắc, chúc mừng em. Dạ con cảm ơn cô. Đây có thể được xem là một ứng cử viên nặng ký để đi sâu vào những vòng trong đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn Trúc Lai rất nhiều. Và đây là thời gian để bạn lưu vào trong. Chúng ta chuẩn bị tinh thần để đến với những thử thách tiếp theo của chương trình. Em thật sự rất là vui, bởi bà này em đã cố gắng hết sức, cháy hết mình. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều về một bài phối rất là hay và rất là bốc lửa. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loan. Em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ trót gọi trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ, có một ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Chào em. Dạ em chào anh. Lúc em hát có cái phản phất của Quang Linh. Dạ anh, là em biết là thứ người bao nhiêu nói em chứ anh. Người thứ bao nhiêu? Bây giờ em xem coi em có mấy giống không.
đàn 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 đàn. Quá. Mình thắng nè. Tại sao vậy thắng? Sao em là người bấm đầu tiên? Hình như em có hát sai cái melody cái xíu đúng không? Em bị hai nốt ở đoạn A và đoạn B. Cái đó em cố tình làm chứ con. Dạ, cố tình luôn hả? À cố tình hả? Dạ, cái đó nó khác. Như bác nghe thì thực ra cái nốt bạn hát những kỷ niệm cho nhau thì thực ra là hình như nó sai về hòa âm á. Cái thứ hai nữa là bạn luôn luôn khởi đầu tất cả các câu đều rất hay nhưng kết thúc thì lại hơi tệ. Bởi vì có thể là bạn phân phối hơi nó không kỹ nên là bạn cần để ý cái đó nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn các nhạc sĩ đã góp ý rất là tận tình. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chia sẻ với ban giám khảo. Xin mời giám khảo Phi Nhung ạ. Đối với chị thì giọng của em còn rất là cứng. Những cái câu cuối á, em không có cái sự luyến lấy của em. Em cắt ngang nó bị đoạn. Xin cảm ơn. Giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Đối với Quỳnh thì em có một chiếc giọng rất là tốt và cái khuôn mặt cũng như cái cá tánh của em rất là vui vẻ và hòa nhã. Nhưng mà có điều về vấn đề chuyên môn, việc đừng có sửa cái melody, đừng có người nhạc sĩ từ cái bài Mưa Nửa Đêm là bài rất là nổi tiếng. Những lời nhận xét mà góp ý chân thành của anh chị thì Sơn phải là suy nghĩ lại về cái phần mà mình đã làm mới cái nốt nhạc của trong ca khúc. Ban tổ chức có món quà để tặng em. Hồ biến. Trời. Em ơi, nếu một hột dưa là một nốt thì mỗi lần ăn một cái đẹp một nốt em nha. Và Sơn chúc tất cả các bạn thi còn lại sẽ thành công tốt đẹp. Yeah. Nhân giúp cho ta mây ơi, nhân giúp cho ta chim mây, hào nguyên bạc ngọc đem giấu em ta nơi nào. Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi xin bỏ chim nuôi vào lòng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đưa về trồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, ta gọi người tình ơi, trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời. Ôi, sao em thở ra cái khì khỏe vậy hả? Em dạ, sao? Em vẫn còn hồi hộp anh. Hồi hộp? Dạ. Ừ. Nhưng mà em gây ấn tượng trong lòng ban nhạc lắm đó. Em quay lại em kinh thẳng vào thực tế đi. Dạ. Đó. Cái người mà cạnh tranh khốc liệt với em đó là anh Phong đó. À, xin chào anh Phong. Anh mơ được 1/2 của em cũng được rồi. Anh Phong, cái nhận xét gì về Triệu Quang Hào anh Phong? Anh không thích tóc dài. Chưa, lần sau cột lên nghe không? Dạ. Giọng hát thì đẹp nhưng mà hát hơi thiếu cái liếc lấy chút xíu. Dạ. Xin chào bạn. Phong thấy là bạn có một cái phong thái rất là tự tin, nhẹ nhàng, nói chuyện rất là lưu loát, có một cái giọng rất là trầm ấm. Phương nghĩ rằng là nếu mà bạn có thể thay thế chỗ MC Thanh Bạch có vẻ là tốt hơn á. Ồ, chết rồi. Trời ơi, một lời khen mà nghe đau điếc như thế không? Dạ thêm em chia sẻ thêm một chút xíu, mỗi lần mà em gặp anh Bạch là em bị loại. Anh với em kỳ nhau lắm hả? Anh hình như có chữ khắc trên người em.
Tí xíu nữa mà anh ra anh giới thiệu em thêm một lần nữa thì anh bỏ cái chữ khác đi thì em sẽ chắc sẽ được ban nhạc chọn. Em đừng có làm anh gánh nghiệp nha em. Anh chỉ yêu mến các thí sinh và ủng hộ các thí sinh hết mình trong khả năng tốt nhất có thể mà thôi. Nhưng không sao, bên cạnh anh Bạch còn có những người ủng hộ em kia kìa. Nhất là giám khảo lấp la lấp lánh giống anh là giám khảo Dương Triệu Vũ đó. Cho một tràng pháo tay đi quý vị. Xin chào khán giám khảo Dương Triệu Vũ. Tôi nghĩ là lần sau khi bạn hát, bạn nên tiết chế lại chút xíu về những cái hành động, hình thể rồi, mà tập trung vào cái giọng hát để mà cho mọi người biết là cái giọng hát bạn nó tuyệt vời như thế nào nha. Tuy rằng nó hơi xưa một chút nhưng mà Hà muốn giữ cái phong cách này để cho có cái sự riêng biệt của Hà. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Giọng của bạn rất là đẹp. Giờ Nhung lựa cho bạn ấy là bài Sương Lạnh Chiều Đông được không? Dạ được chị. Cảm ơn chị Nhung. Cho một tràng vào đây. Chúc mừng em, chuẩn bị nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào. Đập vỡ cây đàn, dần đời đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, dần người đòi chẳng thấy đẹp, dần người điên đảo bên lời. Đập vỡ cây đàn, dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn, dần đời bạc trắng như vôi, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn, dần đời bạc trắng như vôi, dần đời nhớ như bàn tay. Em ơi, em giết bằng giám khảo rồi. Mạnh Quỳnh ơi, Nhung xin lỗi Quỳnh nha. Hồi xưa tới giờ với Nhung với Mạnh Quỳnh hát chung với nhau, thôi bây giờ mình chia tay đi để mình hát chung song ca với bạn này. Chị Nhung đừng làm vậy, em ngại lắm đó. Xin mời nhạc sĩ Minh Khang. Có thể là ban nhạc cho vào hết, nhưng ở đây là ban nhạc không muốn một người ca sĩ mà ban nhạc chọn lựa sẽ đi theo một chất giọng nào đó, sẽ muốn thấy em thay đổi từng ngày để em hoàn thiện thành một danh ca, một riêng biệt của em, không lẫn vào đâu được. Xin mời anh Đức Huy ạ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn đó là các bạn phải nhớ có sự khác biệt giữa hát giống một người nổi tiếng hoặc là hát có một chút âm hưởng của người nổi tiếng. Thì tôi nghĩ là bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ cái đó, nó đã ngấm vào cái máu bạn rồi. Thì đó là cái vấn đề chỉ có một mình bạn suy tư rồi cho mình một câu trả lời. Xin được cảm ơn lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Minh Khang.
xin mời giám khảo Phi Nhung. Nhung thấy là cái ngân của bạn nó tự nhiên lắm. Thì bây giờ Nhung muốn là sẵn đây thì bạn ca một cái bài hát nào của người khác đi. Để thử coi thử nó có giống hay không. Nếu nó giống là bạn sẽ không thay đổi được nữa. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làng tóc mây bay mà ưng hồng. Rồi rồi rồi. Rồi vậy là Nhung xin đến chính là Minh Khang sẽ không thay đổi được cái giọng của em. Rồi chúc em may mắn dần sau. Anh như thơ chẳng biết em ở bên, đi nơi đâu đôi chân thờ thang đang cay tràn trề. Trong miên man anh đang ngủ quên mỗi sớm mai lại đêm. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây biết trái tim. Anh ngẩn ngơ nghe thơ là thế, để giữ ngắn hương cho ngày sau em luôn sáng sớ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu. Tìm em chốn xa vắng đó, đừng có anh, em sẽ là giấc mơ. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Anh muốn sống bên trời ngát xanh, buồn mà sang người đông em chiều. Xin đừng có anh hay là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sẽ mới sẽ bay. Mãi trong lòng Tết thôi, chút ánh nắng xưa ngày quá rồi. Em mãi đi tìm trong mơ, em giờ đây đã xa rời quá. Hey, 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 yeah. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu. Tìm em chỗ xa vắng đó, có anh em sẽ là giấc mơ. Hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu. Tìm em chốn xa vắng đó, đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa. Mà năm tháng đã sân qua, chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời. Tình giang sơ đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình duyên trắng trở, tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến.
cho tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ. Rất nhiều ạ. Cảm ơn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ cho thí sinh chúng tôi. Tại sao em biết ban nhạc thích màu tím? Bài em hát nó rất là buồn, mà chỉ có màu tím mới gợi lên cái nỗi buồn như vậy. Cái điều này em được cộng thêm điểm đó. Các bé rất là vui luôn. Mặc dù nhìn hơi giống đi lấy chồng. Hãy xem họ đi nè, em ngắm những chàng trai yêu nhạc, đam mê. Em la cái gì? Rồi nhảy cà tưng là sao? Trời ơi! Thôi nói thiệt là đó giờ không có làm con gái mà kiểu thước tha vậy vậy. Cho em lộ đi. Vâng, em xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Không thể không cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nhà chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Với chị thì cái bài hát này thì nó nhẹ nhàng, nó yếu điệu. Còn em thì em lại đổi qua cái khía cạnh khác. Nhưng mà chị rất là thích cái style này của em. Có lẽ là hơi mạo hiểm. Nhưng mà Hồng Gấm thì lỡ có máu liều rồi à. Ví dụ mà thành công thì mình thổi một làn gió mới cho dòng nhạc này. Còn không thành công thì mình cũng là thử rồi. Giám khảo Duyên Triều Vũ. Khi mà nghe em hát á, là anh có thể cảm nhận được là em có một giọng rất là tuyệt vời. Em hát lên rất cao, rất sáng, đúng nhịp, đúng nốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết. Anh Đức Huy, ý kiến à. Tôi nghĩ là bạn có một cái dáng dấp của một điệp viên. tại vì đó, từng cử chỉ, từng câu nói đó, nó cho tôi cái cảm tưởng như là kiểu nữ James Bond đó, mà trong tay áo còn giấu nhiều cái đòn cao lắm. Nếu các bạn cũng tò mò về Hồng Gấm thì hãy theo dõi chương trình và ủng hộ cho Hồng Gấm nhiều nha. Nhạc trỗi lên rộn ràng, chúc mừng Hồng Gấm. Yeah. Tôi chỉ yêu ngây ngất
cho tôi chỉ là men say, để tình yêu đem thương đau và cay đắng, để tình yêu đem cho tôi làm chua cay. Người ơi cho tôi chỉ nhiều ân ái, người ơi cho tôi chỉ phút mê say, để tình yêu đem thương đau và nước mắt, để tình yêu đem cho tôi làm phù phép. Nữa làm gì? Không, không. Đến với tôi nữa làm gì? Môi, môi, tôi và gì? Đừng đến nữa, tình yêu em. Đời anh chẳng đổi đêm, đời còn lắm bon chen, đời còn lắm. Còn năm ế chê, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đâu, tình mình sạn dối cho nhau, tôi đành em lại kiếm sâu. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Ơi, ơi. Các vũ công em có nhìn rõ không? Có bao nhiêu người ngồi? Hãy nhìn kia, 20 điểm, yeah! Xin cảm ơn. Rồi bây giờ, thời khắc hồi hộp, số điểm từ các nhạc sĩ. Thưa quý vị thấy không? Ôi, 8, 8, 8, wow, 7, 7, 6. Anh Thanh ơi, sao anh nhỏ điểm quá vậy anh Thanh? Cái anh đánh trống đó, tại sao anh lại tụt lùi như vậy? Anh phải cao điểm hơn đồng đội của anh chứ. Tổng số điểm của ban nhạc quý vị hãy xem kìa. Sao vì sao? Thưa quý vị, như vậy tổng số điểm của ban nhạc và các thành viên vũ công của chúng ta sẽ là 86 điểm. Em cảm thấy có hồi hộp lắm không khi mình là người mở màn? Thực sự Lina Nguyễn cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà nhờ ban nhạc quyền năng nổ nhạc lên thì những cái lo lắng của Lina Nguyễn nó tan biến hết. Biến mất hết. Ồ em ơi, vậy rồi sau em diễn xong rồi em bỏ luôn cái váy kia hay là em lấy lại ạ? À? Cái đó là để tặng cho ai mà yêu mến Lina Nguyễn. Vậy là mỗi lần một về sau mà em hát cái bài này em lại cái áo đó em cứ tốn một cái áo quăng đi vậy ha? Em có lượm lại không? Không, Lina Nguyễn sẽ không lượm lại. Vì khi không còn yêu anh nữa là vứt áo đi luôn. Vứt áo ra đi luôn. Hả? Em ơi sao uổng vậy, chị rất là thích cái áo của em. Nếu em lột có về thêm cho chị đi. Dạ là em chị có một lòng. Áo dài hoài thôi cho chị cái váy đó đi. Dạ em sẵn lòng chị. Wow. em lấy lại cái váy em cho chị đi để chị mặc, để cho Mạnh Quỳnh thấy chị mặc đẹp nghiêng thành đổ nước mà anh Quỳnh cưới chị em à. Trời ơi, dễ thương như vậy mà. Ơi, dễ thương như vậy mà em nghĩ sao? Ủa này mặc sao? Chồng mặc cái áo như là cái áo vậy đó nè, tràn gì cũng được nè. Đó. Vậy thì hoàng hậu rồi. Anh Quỳnh ơi, hoàng hậu. Tên 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 tên. Quá đẹp em ơi. Tên tên tên. Em thấy đẹp thiệt. Ồ, mà em làm sao kỹ thuật quá vậy ha? Em có làm sao, gắn có hai cái nút bóp sẵn ha? Hay quá. Và bây giờ thì em sẽ vào trong. Lát nữa đây mình trở ra để nghe kết quả tổng số điểm. Xin cảm ơn liền.
nắng ở đâu để mưa nằm hạt em lâu chưa về. Ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về. Có 20 người không ai chịu ngồi, dù bài này rất chậm lạ lời thì em được 20 rồi. Cảm ơn. Và xin mời ban nhạc chuẩn bị, đây là số điểm ban nhạc quyền năng 23. Anh ơi, em nhìn cái con số 5 mà sao em thấy... Em cho nhầm hay sao ấy nhỉ? Hôm bữa em tập rất là tốt luôn á. Mà hôm nay em hát không có hồn gì hết à. Chắc em lo diễn quá hay sao á. Bách nghĩ là anh Khoa nói rất là chính xác. Cái điều là bạn đang quan tâm đến việc diễn nhiều quá. Cái bài này thì Bách không thấy tình cảm. Bách thấy là bạn cố gắng trau chuốt về mặt kỹ thuật. Mặc dù Bách rất thích cái điều đấy, nhưng mà nó vẫn phải dựa trên cơ sở là phải thả được cái hồn của bài hát. Nhưng Hoàng Bách giữ được cái gì em đã đạt được trong lúc tập cho nên điểm vẫn là 7. Đó. Không, tại vì em thích con gái mặc áo dài cho nên là... Đồng ý. Đồng ý. Kết quả tổng số điểm từ ban nhạc quyền năng là 67 điểm cộng với 20 điểm của các vũ công của chúng ta. Như vậy bạn có 87 điểm. Còn ban giám khảo thì sao? Có ban giám khảo có người mặc áo dài kìa. Chị rất thích cái trang phục áo dài của em. Khi mà bước ra, em mặc cái chiếc áo dài rồi em cầm cái hoa sen. Trời ơi, chị là người phụ nữ mà chị mê. Yeah, em cảm ơn bà Tiên. Bà Tiên. Không còn nữa, chưa phải bà Tiên. Từ đầu bài hát, em hát phù. Chắc là em mệt đó. Thật sự luôn, chứ khả năng của em hát rất là hay. Hay là tại cái tư thế em ngồi em hát, em quỳ em hát có bị giống như nó bị gò bó. Thành được cái giọng của em nó bị nó ngang ngồi. Trong lúc tập em có ngồi không? Hôm qua thì đứng ạ. Tập tốt mà. Chắc cái tư thế quỳ ha không quen đó. Bây giờ hãy xem số điểm kia. Em thấy chưa? Số điểm của bạn đang trùng khớp điểm với lại Phúc Lâm cùng 87 điểm. Điều này không có gì phải lo đúng không? Chúc em tự tin và chờ kết quả sau cùng. Xin cảm ơn. Con đi biết có ngày nào cũng trở lại, đường xưa mẹ già sơ đừng ngóng mong mỏi trong trắng đêm nay con nhớ mẹ ơi.
thấm tuôn tràn. Còn đâu bao dấu yêu xưa, mặt này con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con về. Bao dấu yêu xưa, mặt này con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con gì. Bây giờ quay lại ban nhạc nè. Em cười đúng là tuổi 19 luôn á. Ban nhạc nghĩ sao với kết quả số điểm hai bài hát vừa rồi là wow. 10 điểm luôn. Em 19 tuổi vẫn còn khá trẻ để mà diễn tả được cái những cái luyến lấy và những cái đoạn mà chuyển bài qua cái bài Lòng Mẹ Hai của Ngọc Sơn. Thì cái đó rất cần đòi hỏi rất kỹ thuật rất nhiều. Toàn tổng thể tôi vẫn chọn có lẽ là sẽ có tiếng xa hơn chúng ta xong. Rất là bất ngờ khi mà em là thí sinh đầu tiên được điểm 10. Xin mời cô Hải Phượng. Bài thứ nhất và bài thứ hai á, có một cái đoạn giữa. Lúc tập á, bạn đã có thể hát một hơi nguyên cả một câu đó. Thế nhưng mà nếu bạn hát một hơi thì cuối hơi bạn sẽ bị mất một chút xíu vì bạn bị đuối. Và ngày hôm nay bạn đã xử lý cái đoạn đó rất là khéo khi mà bạn cắt ra ngưng lại và lấy đủ hơi cũng như làm cho khán giả có một cái sự chờ đợi để mà khi bạn xuống cái câu tới là được cái sự hoan nghênh của mọi người rất là nhiều. Và tôi đánh giá cao các cái cách xử lý của bạn. Nó xuống như vậy giống như xuống hò của giọng cổ vậy đúng không? Nhưng mà có cái khó như thế này, bài đầu các bạn rất là rộng. Nhưng em nối qua bài sau thì nó sẽ nới vô cái quãng thấp. Chú rất sợ khi mà con khi những cái nốt thấp và những nốt cao. Và con đã làm được điều đó. Còn ở những mà một hơi, hai hơi, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy, vẫn còn lấy hai hơi mà. Mình còn thời nhiều thời gian, tuổi con còn nhiều nha, cố gắng. Em biết về bản thân của em còn phải cố gắng nhiều lắm. Bởi vì cũng có rất nhiều những bạn cùng 19 tuổi như em mà đã rất là giỏi. Vâng, xin cảm ơn tình cảm yêu thương của ban nhạc đã dành cho thí sinh. Kết quả tổng số điểm của các thành viên ban nhạc quyền năng sẽ là 77 điểm. Cộng với số điểm của 20 Vũ Công chúng ta, bạn có kết quả là 97 điểm, dẫn đầu. Chúc mừng con tới 97 điểm luôn. Cái nét rồi hồn nhiên của con khi mà con bước ra, con làm cho cô Nhung bị cuốn hút theo con. Em thấy bé hát rất hay. Và cái giọng này là một cái giọng thiên phú. Tất cả những cái nốt luyến lấy đều rất ngọt ngào. Có 19 tuổi mà em đã làm được điều đó. Nhất là cái câu hò đó em xử lý rất là lạ. Anh thấy em cháu thì đứng hơn. Cháu có thể ngâm thơ hay hơn được nữa. Chẳng hạn như là con đi khắp đời phương trời, biết ngày đường xưa mẹ già con xuống. Đường xưa mẹ già nó sẽ hay hơn. Hồi nãy cái đường xưa mẹ già nó bị ngang ngang lắm. Mình có một cái thổn thức chút xíu. Rốt cuộc rồi cháu hay em? Cháu 19 tuổi rồi, tôi 46 rồi. Chúc mừng em, người cao điểm nhất cho đến giai đoạn này. Rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như khóc anh đâu hay biết. Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi, sớm theo đêm dài. Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh vẫn đã quay về đây bên em đêm ngày, chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Chinh phục được 20 người rồi đó. Em có 20 điểm đầu tiên. Họ thích bài hát của em đó, không ai ngồi xuống hết. Bây giờ cái điều quan trọng là ở đây, số điểm của họ là... Ôi em ơi, em có nhìn cái điểm 10 chưa? Tôi rất thích màn trình diễn này, đơn giản nhưng mà đi thẳng vào trái tim. Bài hát mà thứ hai bạn hát đó là một bài của Phương Thanh, và tôi không nghe thấy một chút gì Phương Thanh trong đó, và điểm đó làm tôi rất thích. Cái điều này làm cho mình cảm thấy rất là phấn khích. Em xử lý được hai cái loại nhịp, từ một tempo chính gần 100 cho tới xuống một tempo 70, rất là khó. Hơi nó hơi chịch tí xíu nhưng mà rất giỏi. Hai tempo ngược hai trái với nhau mà em làm được điều đó rất là khó. Hoàng Bách 10 điểm. Đây là hai bài hát không khó về mặt kỹ thuật nhưng lại rất là cần cảm xúc, nó là điều rất khó nhưng mà em làm được. Với một cái điều nữa, anh nghĩ là Bách bắt buộc phải cho 10 điểm bởi vì hôm nay em không gãi nữa. Anh thích cái điều đấy. Xin mời bạn giám khảo. Anh thích cái tiếng hát đầu tiên, anh cảm thấy như một cái gì đó lôi cuốn cái tâm hồn của mình. Nếu em hát giữ luôn cái bài một, em hát một bài thì có thể thì số điểm sẽ cao hơn nữa. Rất là hay. Nếu hay mà lắm. Em làm nguyên á một bài, đừng có mình đừng có liên khúc vô thì trời ơi, nó thiệt luôn, hay lắm luôn á em ơi. Giọng em nó mượt mà cái cách xử lý cái bài hát của em nó hay gì đâu á, tự nhiên liên khúc vô làm gì uổng á. Với cái cách phối của Hằng thì không phải là khán giả nào nghe cũng thuận tai nên là Hằng sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay là anh phải công nhận là Hoàng Bách rất là tinh tế khi mà cho em thêm một điểm nữa. Đó là tại vì em không hề gãi một chút nào hết. Hôm nay em thay đổi hoàn toàn. Thì đối với anh cũng là một người trình diễn trên sân khấu. À, góp ý với nhau để lần sau mình làm được tốt hơn thì anh cho em điểm cộng như anh vậy. Bác đối ơi, với anh là anh đồng em, ý. Em muốn ý kiến một cái là em để ý là ở dưới này mỗi lần mà anh thấy cái cô nào anh thích làm hay làm gì nào. Cái đó là anh không kiểm soát được bản thân. Chết nhưng mà chưa Vũ nhìn thấy vậy, Vũ có thích không? Em thích lắm. Thích anh này lắm ơi. Thích quá. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem kết quả số điểm. Tổng số điểm của ban nhạc là 75 điểm. Cộng với số điểm của các vũ công, bạn có tổng số điểm là 95 điểm, đứng nhì bạn. Hằng cũng không nghĩ là mình lại đạt được một cái con số cao đến như thế, ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Yeah. Tình tình ta như dạo phim rồi cả vang.
đam nước cánh lây thấy tia hát kỳ là gió sẽ mời người ơi đàn đi. Phục của em, phong thái của em quá tuyệt vời. Em có biết là nếu như có 5 nhạc sĩ trên kia bấm dấu chéo thì em ra đi hay ở lại? Dạ ra đi. Ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Vừa rồi em biết chuyện gì xảy ra không? Em hát tất cả các thành viên ban nhạc không ai thèm bấm hết. Yeah, mình vô cùng sung sướng khi mà mình được tất cả các thành viên trong ban nhạc lựa chọn. Tại sao anh Đức Huy lại không bấm? Tại vì anh chẳng có cái gì để mà bấm lên cả. Nếu mà có nút bấm thì anh cũng không có nổi lông nào bấm. Thế còn Bách thì thay vì nghe thì anh chỉ ngó thôi. Bạn ấy hát rất là xinh. Đấy, nên là tại sao mình phải bấm? Tại sao mình thi hát mà nhạc sĩ lại khen là hát xinh? Tuy rằng là mấy cái nốt đầu tiên khi mà bạn vô đó là bạn bị non. Không sao đâu chị ấy, không thành vấn đề chuyện đó. Không sao cả. Càng non càng thích. Bách thích non hơn là thích già, trời ơi. Đó. Nhưng vấn đề quan trọng là bạn đã xử lý rất là tốt cái phần sau. Dạ, em xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ban giám khảo cùng chia sẻ. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Giọng hát của em quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Chỉ có tiếc một cái chút xíu là cái chỗ lúc mà sang khớp á, em nó chưa có đã lắm. Em cố gắng thêm một chút xíu nữa thôi là tuyệt vời. Khó lắm Nhung ơi, tôi đối với Quỳnh là em ca như vậy là rất là hay rồi. Tại vì những cái chữ nó rất là nhanh, không phải là ai cũng xử lý được cái tình huống đó. Mới đầu vô thì em có thể khớp hoặc là em còn hồi hộp, nhưng mà cái đó em sẽ khắc phục sau, ok? Không sao bữa nay anh dễ tính một cách lạ thường vậy anh? Mà anh Quỳnh thì bên thí sinh nữ, Phi Nhung bên thí sinh nam. Còn em bên thí sinh gì? Ở giữa thôi. Hồi nào vậy? Trời ơi, không, chị rất là binh phụ nữ em yên tâm đi, đừng nghe anh Quỳnh nói nha. Cái này là em quá hay rồi, chị muốn cho em hay thêm nữa thôi. Ha. Quá tuyệt vời. Chúc mừng Quỳnh Anh đi thẳng vào vòng trong. Vừa rồi thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm cảm giác hồi hộp ra làm sao, lo lắng như thế nào khi mà phải thể hiện các khúc backup. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ sao em lừa dối. Anh mất xa xăm luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài. Yeah. Có nói cũng thế, có trôi cũng thôi, thôi không yêu nữa, quan tâm làm chi em hơn. Rồi tin yêu em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Chỉ thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên mù mờ. Đã hết yêu nhau thôi, không còn mong chờ. Hãy
vụt bay. Tình xưa đã chết, đã hết rồi tin yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, xin tình người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Everybody! Em về đi, thôi rồi không còn gì. Trong tim anh giờ đây, hết sự vụt bay. Tình xưa đã chết, đã hết rồi tin yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, xin tình người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Em cảm thấy bài hát của mình như thế nào? Nói chung là em hát được hết bài là em mừng. Yeah. Tại sao mày nói như vậy? Cái bài này đâu có khó lắm đâu. Yeah, nhưng mà tại vì em bị tâm lý rung lắm nên là khi mà em lên là em bắt đầu quên hết lời. Nhưng mà tự nhiên cái em nhớ được lời thì em mừng lắm. Em nghĩ là em có bao nhiêu dấu X? Dạ chắc nhiều lắm. Đằng sau quay. Dạ ít hơn 8. 5. Trước khi lên sân khấu mình đã dự đoán là mình sẽ tới 8 nhạc công bấm không không chọn mình. Minh Kha, tại sao bạn là người bấm đầu tiên? Bài này nó cần phải thể lực rất là nhiều. Tại vì em vừa hát em vừa nhảy mà em phải cần phải có sức khỏe và cái giọng em phải tốt em mới điều khiển được cái giọng của em. Yeah. Nên khi sau có phần giải đấu là em đầu tục và đi luôn, đi xa lắm. Đi về lên xa lắm. Ok. Tiếp anh bấm em. Có những cái đoạn bạn lấy hơi không kịp và có thể là lúc đó bạn mãi nhảy cho nên là nó bị hụt với lại nhịp của ban nhạc và tôi. Hoàn toàn đồng ý với lại cái số X ở đây. Chương trình này là lần đầu tiên Lộc thử nghiệm bản thân mình với cái việc ca hát trước tất cả khán giả và còn là ca hát với ban nhạc. Anh Mạnh Quỳnh, anh thấy làm sao? Anh thấy thì em cái giọng em thì cũng tốt đó. Nhưng mà anh thấy giống như là Minh Kha nói là càng về sau em càng tụt xuống rồi nó đi đâu luôn à. Theo chị thì giọng em dễ thương. Hay nhưng mà ở đây em bị có một cái là em bị lo ra. Giọng dễ thương là sao? Một giọng... hay hai dở chứ dễ thương là sao? Không dễ thương còn hay là ôi, khác chẳng lẽ nói gì? Trời em có một giọng hát rất là trừu tượng luôn á. Không, thì giọng rất là hay, dễ thương đối với chị. Hồi nãy lúc mà đầu em mới bước ra đó, cho dù anh thấy là cái cơ thể em nó lớn anh, nhưng mà em lại rất là uyển chuyển và cái nhịp nhàng của em lúc mà em lắc, em nhảy rất là đẹp. Và Vũ rất là thích thú với lại cái tiết mục của em. Nhưng mà từ khi mà em bước, từ trên đó em bước xuống, hát bị lệch nhịp, rồi không đúng nốt. Tiếc cho em là em chỉ cần một người nữa chấp nhận thôi là em có thể hát được trong vòng thứ hai rồi. Một lần nữa rồi. Yeah. Giọng rất tốt, là tiếc luôn. Giọng tốt. Lộc xem đây là một cái sự trải nghiệm đầu tiên của mình. Và không những vậy mình còn được tặng quà nữa. Và món quà này sẽ là một trong những dụng cụ mà Lộc sẽ dùng nó để giảm cân, để phục vụ cho sự nghiệp của bản thân. 3, 4 đục dậy. Em về. Thank you my man. 2, 3, 4 đục. Xin cảm ơn. Xin lòng. Em, Nhã Phượng, em hãy quay lại nhìn người đẹp nhất ban nhạc là ai đố em á? Anh đó tên Thanh Thảo á. Anh Thảo, anh bấm đầu tiên là tại sao? Cái bài này không cần kéo violon long cũng được, anh rảnh quá mà phải không? Người thứ hai bấm, người rất nhiều tóc trước đây. Nhạc sĩ Minh Khang, tại sao bấm? Cái giọng quảng của em trung và cao, tuyệt đẹp, hát rất tình cảm, ngọt ngào. Nhưng chỉ có một điều, một chỗ là những cái nốt quảng thấp của em rất là xấu. Miệng gặp nhau chỉ một cái nốt đó thôi. Phượng cũng thấy là cũng đúng. Nên là Phượng cố gắng khắc phục bản thân mình nhiều hơn. Tôi muốn em hát lại một bài khác thử cái nốt thấp coi nó có được hay không. Xin cảm ơn đại diện ban nhạc. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ nhận xét về áo dài của thí sinh cũng được, hay là về chuyên môn cũng được. Anh nói chính xác luôn đó, tại vì em ngồi với hai người mà chuyên về cái dòng nhạc này nên em không dám nói quá nhiều về chuyên môn. Nhưng mà hôm nay là bạn Nhã Phượng nhìn rất là xinh xắn ở trong cái bộ áo dài màu tím hồng nhạt. Rồi em xong, chị Phi Nhung. Chị giúp em, chị phê bình về chuyên môn giùm em đi. Nhất là bài này là bài em đã nghe chị hát nhiều lần rồi. Chị biết nhưng mà cho chị nhường cho anh Mạnh Quỳnh đi. Ủa sao nhường hoài vậy ba? Không. Cho một tràng pháo tay bằng giám khảo rất là tình thương mến thương. Xin mời. Nhường nữa. Giám khảo Mạnh Quỳnh. Cái giọng của em rất là ngọt. Anh thích cái giọng cái kiểu hơi này nam bộ như vậy đó. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ Nhung muốn đề nghị
Nhã Phượng hát một bài hát thứ hai đi. Phải đề nghị một bài gì đó thử sức Nhã Phượng. Cho em chọn đi. Giọng ngọt rồi đó, không để chị chọn chứ. Thôi em chọn đi. Không để chị chọn. Thôi bánh tù tì đi, ai chọn? Để chị chọn. Không, chị chọn thật là chính xác. Chính xác nha. Phụ nữ của mình phải bảo vệ với nhau ha. Giọng quá ngọt luôn. Ngọt lắm. Rất là thích. Nhưng mà bây giờ để Phi Nhung chọn để chứng minh cho ban nhạc thấy là giọng của em rất là hay, rất là ngọt ngào. Em sẽ là ca sĩ chính của ban nhạc. Chị chọn cho em Ru Lại Câu Hò. Ru Lại Câu Hò. Đó là bài hát thứ hai mà bạn có thời gian chuẩn bị để quay lại. Chúc mừng Nhã Phượng. Yeah. Cảm ơn chị. Sao anh Huy buồn quá vậy anh Huy? Anh nhìn có vẻ giống như anh thù em lắm vậy. Đâu có, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe và tôi tưởng tượng là giọng cô sẽ như thế nào trong cái bài. Không, anh tin em đi. Lần này được. Vâng. Cố lên nha, Nhã Phượng nha. Dạ, cảm ơn chị. Hãy đêm đêm tốt hành mà giọt buồn hôi phương trên môi mặn đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hãy đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cần ra. Thật lâu bên nhau lặng lẽ, đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi ban đầu, nay mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Này mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh, và thời gian này xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay em khóc hát một giấc mơ. Mùa đông mới xin em nghĩ gì vào câu đầu khán giả vỗ tay rào rào rồi dần dần bấm từ từ lên cao. Em hãy nhìn thẳng vào sự thật. Em nghĩ rằng là chỉ có thể là 2 hoặc là 3 người bấm thôi, nhưng mà không ngờ là tới tận 5 người bấm lần. Gia tài, có một cái gia tài về giọng hát rất là tốt. Một cái giọng nam cao rất hiếm mà lúc lên nó không bị gắt, không bị xé. Nên hát, hát đến cái giọng của nữ luôn là nó si, nó đố. Bạn vẫn làm một cách rất là đơn giản, nhưng mà bạn chưa đủ kỹ thuật và kinh nghiệm để khai thác nó. Nghĩa là những cái đoạn cần cái sự mượt mà, cần sự da diết thì bạn không làm được.
bánh nghe vẫn cảm giác bị hụt hơi, nhất là các cái đuôi câu thì hầu như bạn không ngân được, và đến cuối cùng bánh vẫn phải bấm, rất là tiếc. Xin chân thành cảm ơn đại diện ban nhạc Quyền Năng. Và bây giờ chúng ta nghe phần chia sẻ từ ban giám khảo, xin mời Dương Triệu Vũ ạ. Vũ lại có một sự đồng cảm với em, là tại vì hai anh em mình đều có cặp mắt rất là hí. Hí như nhau đúng không ạ? Ngoài ra giọng hát em cao chót vót như vậy, có những nốt mà kể cả Vũ có cố gắng cũng không lên nổi. Em hát lên nổi, tại sao vậy, lại không tự tin vào bản thân mình? Hãy về rèn luyện nhé. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ở đây chị thấy cái giọng của em quá hay, rất là hiếm, giống như là anh Hoàng Bách nói là giọng nữ á. Chị xin ban nhạc cho em một cái cơ hội để em thi một vào vòng trong để được không ban nhạc? Không thể hát lại bài thứ hai, phải chia tay. Vậy thôi em đi hát chung với chị đi. được. Và bây giờ xin gửi một món quà từ chương trình đến cho bạn Tài, và xem bí mật của món quà này là gì. Cay đắng tình đời, nhưng mà giọng bạn hay quá cho nên phải cành hoa này để ghi nhớ rằng cuộc đời không chỉ là nỗi buồn, mà nó cũng cần để niềm vui được tỏa sáng. Sự thất bại là mẹ thành công. Rễ của bạn càng sâu thì thành công của bạn càng lớn. Xin cảm ơn Tài đã đến với chương trình. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ. Trong giây phút lúc chia tay.